Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bê tông Phan Vũ Long An là một công ty sản xuất cọc bê tông ly tâm trực thuộc tập đoàn Phan Vũ. Tiền thân là công ty cổ phần bê tông Phương Nam, sau đó được tập đoàn Phan Vũ mua lại từ năm 2010, phục hồi và đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2014, là nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm công suất lớn nhất Việt Nam nói chung và lớn nhất tập đoàn nói riêng. Với vị trí địa lý thuận lợi, mặt trước tiếp giáp tỉnh lộ 830 có thể kết nối thuận tiện với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Mặt sau tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông, thuận tiện cho việc nhập nguyên liệu sản xuất và vận chuyển sản phẩm bằng đường thủy nội địa và có thể xuất hàng sang các nước Campuchia, Lào, Myanmar. Được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản, đến nay Phan Vũ Long An có 2 dây chuyền sản xuất ổn định với công suất đạt được 200.000 mét khối trên năm, tương đương 2 triệu mét cọc thành phẩm, cung cấp ra thị trường các sản phẩm cọc BC, BHC có đường kính từ D300 đến D1000, đáp ứng nhu cầu các khách hàng tại thị trường Việt Nam và các nước trong khu vực. Giá trị cốt lõi của tập đoàn Phan Vũ là uy tín, chất lượng, hiệu quả. Công ty Phan Vũ Long An luôn không ngừng phấn đấu sáng tạo, cải tiến nhằm tạo ra sản phẩm ngày càng tốt hơn và hiệu quả hơn cho cộng đồng và xã hội.